Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Chiều nay mình có mặt ở ngay ngã ba đường Bùi Minh Trực và đường Bông Sao. Ở đây thuộc phường 5 quận 8 đó các bạn. Ở đây mình thấy có anh chị bán bò lá lốp, bò mỡ chài và bò hấp rau rừng nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cho nên mình ghé vào đây quay review những cái món này để cho các bạn cùng xem nhé. Và mình mời các bạn dùng với mình món bò lá lốp, bò mỡ chày và bò hấp nha các bạn. Bây giờ tầm khoảng hơn 5 giờ chiều các bạn. Mình đang đứng trên đường ngay ngã ba đường Bông Sao và đường Bùi Minh Trực. Ở đây thuộc phường 5 quận 8 đó các bạn. Ở đây có cái điểm của anh chị bán bò lá lốp, bò mỡ chài và bò tơ rau rừng. Chúng ta nhìn thấy trình bày rất là hấp dẫn luôn. Khách tới cũng đông. Thấy cái bếp nướng bò mỡ chài, bò lá lốp, rồi bò tơ với rau rừng. Trình bày cũng hấp dẫn, mình sẽ vào đây quay cho các bạn xem. Ở đây cái quán của anh chị này là nằm ngay ngã ba đường Bùi Minh Trực và đường Bông Sao đó các bạn. Các bạn xem, các bạn nhấn vào chữ đăng ký rồi nhấn vào hình cái chuông để đăng ký kênh, ủng hộ mình và bật thông báo để xem những video tiếp theo nhé. Dẫn ở chỗ cái bếp nướng của anh là cái này là bò lá lốp anh ha. Chúng ta thấy anh Duy và chủ quán là chủ quán đang nướng những phần bò lá lốp. Ở đây mình bán bò lá lốp và những cái món gì nữa anh? Mới chạy lại bò tơ rau rừng. Bò tơ đó mình làm gì hấp á anh? Bò tơ mình hấp với mắm nêm. Có nghĩa là đây ba món, bò lá lốp, bò mỡ chài và bò tơ rau rừng. Đây là anh thấy những cái phần bò lá lốp của anh khá là hấp dẫn luôn. Anh thấy xiên, một xiên như là 6 cái là một phần đó hả anh? Là một phần đó. Dạ. Một phần này anh bán bao nhiêu anh? Một phần lá lốp thì anh bán 35 ngàn. Một phần 6 cái như vậy đó hả? Rồi ăn kèm với rau rồi anh. Rau mắm nêm anh, cuốn bún. Ở đây khách ăn hai món á anh? Đây khách ăn hai món nè. Bò lá lốp và bò tơ luôn. Rau rừng. Bò hấp luôn. Mỡ hành đó. Có một phần như là bao nhiêu anh, nhìn hấp dẫn quá. Này phần này 85 ngàn. Bò tơ 50, có lớp 35. Rồi miếng rau. Đó, coi cái dĩa rau rồi chị. Rồi đó. Không phải phần thịt không, cái phần thịt vật cũng rất là hấp dẫn nè. Rau, đồ chua, khế, chuối chát, gì rau sống, bún, mắm nêm các bạn. Đây bò này mình hấp rồi hả anh? Hấp rồi á. Rồi hấp rồi cắt ra thôi. Rồi những cái này là rau rừng anh? Rau rừng. Thì có những cái lá gì anh? Lá cóc, văn thọ, xài, lá sĩ. Cái phần mỡ chài nướng rất là hấp dẫn luôn bạn. Cái phần mỡ chài này là bao nhiêu một phần anh? Mỡ chài này 40 ngàn phần. Là một xiên vậy đó hả? Xiên vậy á. Là 5 miếng. 5 miếng. 40 ngàn là luôn rau, bún, bánh tráng này kia hết anh ha? Luôn rau, bún. Rất là hấp dẫn luôn. Nhìn cái này là mê ly, đói bụng luôn. Đây mỡ chài, bò lá lốp. Cái mùi nướng lên nó rất là thơm, bốc lên rất là làm cho đói bụng luôn các bạn. Rất là kích thích cái vị giác của mình. Cái món đồ nướng quay lúc nào cũng hấp dẫn với những cái than hồng. Than này mới nướng mỡ chài được. Than hồng quá à, nướng nó cháy á. Thì mỡ nó cháy anh ha. Chị bán đây được bao lâu rồi chị? Dạ bán được 5 đến 6 năm. Ở đây 5-6 năm rồi hả chị ha?
À, bán cũng khá là lâu ha, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bán cũng vậy chứ bán cũng khá lâu nha các bạn. À, anh bán ở đây được mấy giờ anh? Thường ngày thì bán 4 giờ dọn hàng. Dọn hàng ra bán tầm khoảng 10 giờ là dọn. À, mình chỉ bán buổi chiều thôi anh ha. Dạ, khoảng 16 giờ tới khoảng 22 giờ tối anh ha. Và khách ở đây chắc có mối quen ăn cũng đông anh ha. Mối quen cũng đông. Dạ, thấy anh nướng đồ cũng nhiều quá. Nướng nhiều khi bán nướng không kịp luôn. Đây những cái rau rừng nè, rồi ở đây là những cái rau sống. Rau sống này là mình ăn bò lá lốp mập mỡ chày hả chị ha? Còn rau rừng là mình ăn với lại bò tơ hả chị ha? Xà lách đây là các bạn. Trình bày rất là đẹp luôn, ba cái mấy cái quan gánh đó. Đây là mắm nêm để mình ăn với bò lá lốp với lại mỡ chày đó các bạn. Ba mỡ lá. Ba chín rồi chị. Gọi bò tơ mang về hả chị ha? Dạ đúng rồi. Ăn với rau rừng. Bò tơ ăn với rau rừng. Hai phần. Rồi có chuối chát với đồ chua hả chị ha? Dạ đúng rồi. Kế chuối chát. Đồ chua. Rồi mắm nêm. Này món bò tơ hả chị? Dạ đúng rồi. Chuối chát nữa, mắm nêm rồi bún nữa. Thấy vậy chứ ăn kèm rất là nhiều luôn. Thì một phần 35, 40, 50 thì... kèm theo rất là nhiều bún rau bún tráng này kia phần bò tơ hả chị ha? Một phần dạ, là bao nhiêu một phần 50 à 50 mang về ha. À, hiện giờ khách đang rất là đông nha các bạn và khách tới gọi 2-3 phần gọi rất là nhiều ha. Anh chị đang làm rất là tất bật luôn, ngày nào khách cũng đông vậy ha anh. Này khách gọi mấy phần lên anh? Này 3 phần. À. Lá lốp không anh? Lá lốp không. À 3 phần lá lốp luôn. Rồi. Có chị 3 phần à? À bò nướng lá lốp, bò nướng mỡ chài sang chung với lại những cái loại rau sống, mỡ hành, đậu phộng, rồi cuốn bánh tráng, bún các bạn. Ăn với mắm nêm. Còn bò tơ hấp thì sẽ ăn với rau rừng và cũng bánh tráng cuốn đồ chua khế chuối chát này kia đó các bạn, rồi cuốn bánh tráng ăn với lại rau rừng đó các bạn. Nếu mà lửa đàng hoàng thì mình nướng một phần vậy khoảng bao lâu nó chín? Mấy phút rồi? 3 phút á. Nhìn những cái miếng mỡ chài nó tôm ra nhìn hấp dẫn lắm. Chài 10 phút. Mỡ chài 10 phút anh ha. Mỡ hành rồi đậu phộng anh ha. Đây khách gọi bò lá lốp với mỡ chài ha. Ngồi ăn kỹ được kêu nướng khét luôn. Rất thơm luôn. À, cái mỡ. À, cái mỡ nó chạy xuống rồi bốc khói lên rất nhiều. Hai phần anh ha. Hai phần. Rồi cho miếng mỡ hành nè. Rồi đậu phộng. Này mỡ chài lá lốp để chung luôn anh ha. Dạ, khách kêu để chung luôn. Bốc lửa bốc khói luôn, rất thơm luôn. Rồi mở hành lên. Thì tất cả những cái này sẽ ăn kèm với rau, bánh tráng, bún, nước chấm. Rồi khế chua, chuối chát này kia nữa các bạn. À, mình thấy hấp dẫn quá cho nên mình gọi 3 phần đủ thứ. Trong đây có bò mỡ chài, bò lá lốp và
bò tơ cuộn rau rừng luôn ha, để mình ăn review cho các bạn cùng xem. Còn mình mời các bạn ăn với mình ha. Thì cái này ăn với mắm nêm và cái rau rừng đó các bạn. Rồi cuốn bánh tráng với bún ha. Đó, những cái phần bò. Đây là bò tơ hấp. Này, những cái phần mỡ chài nè các bạn. Ở cái này là bò lá lốp chứ. Còn đây là những cái phần mỡ chài nè ha. Mình cuốn với bánh tráng đó các bạn. Rồi cuốn rau rừng. Salad. Rau nhái các bạn. Rồi các loại rau sống đó các bạn. Đây là lá cốc. Đây là cái lá xá xị các bạn. Khế chua chát. Đồ chua ha. Rồi mình cho một cái miếng bò lá lốp kèm với một ít bún. Rồi cứ thế mình cuốn lại thôi. À, cái bánh tráng này cũng dẻo các bạn ha, không cần phải thấm nước. Cuốn cũng được hen. Cái mắm nêm cũng vừa ăn các bạn, cũng đủ thứ mùi vị hết. Rau thì đủ thứ mùi vị hết các bạn ha. Chua chua, chát chát, nồng nồng của rau, rồi bùi của thịt. Cái lá lốp nướng rất là thơm. Và bò cuốn lá lốp thì nó còn cái độ dai của miếng bò nha các bạn. Tại vì nó là bò miếng á các bạn. Bây giờ mình dùng tiếp cái mỡ chài nha các bạn. Mình cũng cuốn tất cả rau rừng. Rồi chuối chát, khế, đồ chua rồi các bạn ha. Rồi một miếng mỡ chài. Mình cho vào một miếng bún. Rồi cuốn lại. Bánh tráng rất là dẻo, không có bị bể. Rồi, cái này là hồi nãy là mình ăn cái bò nướng lá lốp. Còn bây giờ là bò nướng mỡ chày. Bò nướng mỡ chày nó thơm các bạn, nó béo béo. Cái lớp mỡ chày bao ở ngoài thì nó còn dai dai. Cái thịt ở trong nó cũng rất khá là ngon ha. Nó bùi và nó ngọt thịt. Nó thơm. Và cái mỡ chài nó còn dai dai các bạn. Bây giờ mình làm ăn thử cái bò tơ các bạn. Bò tơ hấp ha. Cũng rau rừng. Rồi. Bỏ miếng thịt nè, mình thấy có miếng như mỡ mỡ thịt. Rồi nó có miếng da nữa các bạn. Cuốn lại nè. Rất là nhiều thứ trong này luôn. Rồi. Thịt bò hấp cũng khá là mềm đó các bạn. Và cái da nó còn giòn giòn. Và nó cũng ngọt thịt các bạn. Và ăn rất kết hợp với những cái loại rau rất là nhiều hương vị cũng khá là tuyệt nha các bạn. Những cái món đồ nướng thường rất là hấp dẫn luôn. Mình ăn ba cái món này cũng rất là bùi, rất là thơm, rất là ngon. Các bạn gần đây có thể ghé đây dùng thử nha. Và các bạn xem video như là một nét văn hóa ẩm thực đường phố Sài Gòn nha các bạn. Có lẽ mình kết thúc video ở đây. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Và mình hẹn các bạn video sau. Và các bạn đừng quên chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nha. Bye bye.